Dạ xin sư cho biết pháp danh ạ. Dạ, cứ hỏi đi, câu hỏi nha. Rồi sư xin trụ trì Cảnh sát Ngọc Đa, sư Thích Giác Minh. Thích Giác Minh, vâng. Và hôm nay đoàn chúng con được đến để có được nhận một cái đặc ân, được cái chim bái xá lợi và lại được sư để vật xá lợi đó lên trên đầu. Thì cái ý nghĩa của cái việc này như thế nào ạ? Cái ý nghĩa của nó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị đạo sư đã nhập diệt cách đây trên 2.556 năm rồi. Tuy nhiên, xá lợi là cái thi hài của Ngài bị thiêu đi. Còn là cái xá lợi, còn sẽ là cái xá lợi thành hôm nay chúng ta cách Đức Phật rất là xa, không gặp Phật, nhưng mà chúng ta được đội xá lợi ở trên đầu thì được nhiều công đức vô lượng, được nhiều phước báu. Ngoài ra cái vấn đề chúng ta đỡ cái xá lợi trên đầu có nghĩa là chúng ta chiêm ngưỡng, vân hành, y theo những lời dạy của Đức Phật, nó cố gắng tinh tấn tu hành đúng theo chánh pháp, thì cái công đức mình nó gọi là công đức vô lượng, công đức phước đó là phước báo vô lượng. Nếu chúng ta độ xá lợi trên đầu, tôn sùng Đức Phật trên đầu, nhưng mà chúng ta không thực hiện các những điều lành, không lánh xa các điều dữ, thì chúng ta cũng không thành công gì nhiều. Một lần nữa chúng tôi nhắc đi nhắc lại cho dễ nhớ, đội xá lợi có nghĩa là tôn trọng sự quý báu cao thượng ở trên đầu, là một bậc đạo sư đã dìu dắt chúng ta, ân nghĩa đó chúng ta nên tôn kính ở trên đầu cầu nguyện. Về mặt tướng thì lòng tin tưởng Đức Phật sẽ được nhiều sự an lành. Nói về lý thì chúng ta cần phải thực hành theo những lời của Đức Phật dạy, thì chắc chắn chúng ta sẽ được viên mãn. Và cái bốn nguyện chúng ta ước mơ và cũng như cầu nguyện thì thành tựu kết quả tốt đẹp. Một lần nữa, trước mùa xuân, đầu xuân năm Nhâm Thìn, kính chúc quý vị thân tâm an lạc. Thầy chúc quý vị được thân tâm an lạc là quý rồi, chứ không cầu mong sự giàu sang, không cầu mong sự quý gì hết. Tại giàu sang thì bên đây cạnh đó nó có những cái nỗi niềm giàu, thì chúng ta nếu không có tu thì chúng ta cũng không có đạt đến cái hạnh phúc. Thân tâm được an lạc, tu hành tinh tấn như vậy thì cũng được rồi. Dạ, xin cảm ơn lời chia sẻ của thầy.